Chào mừng các bác đã quay trở lại với video mới nhất của em về cập nhật giá hồ tiêu ngày hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2024. Trước tiên thì em đi về chia sẻ là hôm qua em có một cái video em nói giá có nơi thì cao lên khoảng 160-164.000 đồng một ký. Là tại vì những nơi đó có mấy bạn chia sẻ với em mà bán được giá như vậy là tại vì có cộng xem cộng độ rồi nhá. Các bác theo dõi video và có thể tham khảo. Video đó thì em chia sẻ nó hơi vội tại vì là em thấy vui quá nên em chia sẻ hơi vội nhé. Rồi đi vào ngày hôm nay thì giá hồ tiêu ngày hôm nay thì đang đi ngang và có xu hướng giảm ở một vài nơi. Giá thì được mua trung bình với mức giá là 151-152.000 đồng một ký. Cụ thể tại giá tiêu trong nước ta tại các vùng như sau. Ở Đắk Lắk thì được mua với giá trung bình là 151.500 đồng một ký. Như vậy là có xu hướng giảm so với ngày hôm qua. Giá tiêu tại Gia Lai thì được mua với giá là 150-151.000 đồng một ký. Giá tiêu tại khu vực Đông Nam Bộ, tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì giá tiêu hiện mua ở mức là 151.500 đồng một ký. Giá tiêu tại Bình Phước được mua ở mức giá trung bình là 151-152.000 đồng một ký. Giá tiêu tại khu vực Đồng Nai thì được mua dao động ở mức 150-151.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Bình Phước thì được mua dao động ở mức 150.000 đồng một ký. Như vậy là hôm nay giá tiêu thì có xu hướng giảm xuống so với ngày hôm qua và so với cái chu kỳ tăng 5 ngày liên tiếp vừa rồi. Như vậy là giá bắt đầu có xu hướng quay đầu giảm trong ngày hôm nay. Thì giá tiêu có thể thay đổi theo từng thời gian nhất định nhá. Nếu thay đổi thì em sẽ cập nhật chia sẻ đến các bác. Bản giá trên là giá tham khảo em chia sẻ đến các bác nhé. Còn tại nơi các bác có thể giá cao hơn một chút so với giá em cập nhật, hoặc giá cũng có thể thấp hơn một chút nha các bác nhé. Thì các bác xem và tham khảo và so sánh với giá tiêu hiện tại ở nơi chúng ta sinh sống. Các bạn có thắc mắc thì có thể comment dưới video để chúng ta cùng bàn luận và chia sẻ về giá tiêu thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai nhé các bạn nhé. Rồi một lần nữa thì em xin phép cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Các bạn đã theo dõi thì cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bác. Em xin phép chia sẻ thêm một đoạn đó là giá tiêu trong video em cập nhật giá trung bình là vậy. Còn tại nơi các bác như thế nào các bác có thể comment dưới video để em sưu tầm và em cập nhật thêm cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhé.